lần đầu tiên mà biết đến cái bộ môn lặn tiên cá này nhờ một cái clip viral trên mạng. Thì mình thấy mọi người lặn với cá mập ấy. Thế là mình rất là tò mò. Khi mà học được đến cái bộ môn này thì điều đầu tiên là mình đã không sợ nước sâu nữa. Và mình tự tin bơi lội ở dưới nước, mặc dù là vùng nước có thể là sâu đến 6 đến 7 mét. Cái thứ hai mà mình thấy là tự hào nhất, đấy chính là cái khả năng phục hồi phổi của mình nó tốt hơn, dung tích phổi nó tăng được hơn. Thì mình thấy tình hình sức khỏe nó tăng lên nhiều hơn. Điều đầu tiên thì mọi người sẽ phải biết bơi trước, sau đấy sẽ học qua kỹ thuật uốn sóng thân và sau đấy sẽ là học những cái kỹ thuật giải phóng hình thể khi ở dưới nước. Trung bình sẽ là 3 tháng để tập luyện duy trì đều thì mới ra được những cái động tác đẹp, uốn lượn đẹp và dẻo như thế. So với các bộ môn bơi lặn bình thường thì lặn tiên cá này nó có cái điểm khác là mình phải mặc cái bộ đồ tiên cá bó sát vào chân của mình ấy, thì khi bơi và hoạt động nó sẽ khó hơn với cái bộ khác với lại so với bộ môn bơi lặn bình thường, vì là cái trong cái bộ đồ đấy nó đã từ đôi fin lẫn bộ đồ nó đã cộng lại nó đã phải nặng từ 3 đến 5 cân rồi. Là nam thì cũng sẽ khó khăn hơn một chút so với các bạn nữ. Tại vì là cái kỹ thuật uốn sóng thân thì mình sẽ yêu cầu một cái sự mềm dẻo nhất định. Thì với con trai thì đâu đấy mình cảm thấy là để mà uốn dẻo được như các bạn con gái thì nó sẽ khó hơn. Nhưng tuy nhiên thì đó cũng không phải là cái cản trở nhất định. Khi mà mình chịu khó mình tập luyện cũng như là mình tập với monofin cũng như đuôi cá nhiều thì nó sẽ thành thục. Mà chơi bộ môn này thì bọn mình bắt buộc phải rèn luyện thể lực cũng như là bọn mình phải tự trang bị cho mình rất là nhiều những kỹ năng liên quan đến kỹ năng sinh tồn và kỹ năng bơi lặn ở dưới nước cũng như là cái kỹ năng liên quan đến sơ cứu và cứu hộ. Thế nên là khi mà chơi bộ môn này thì tự bản thân mình ý thức được cái sự an toàn và có thể tự bảo vệ được mình cũng như là bảo vệ được những bạn bè chơi cùng mình trong cái bộ môn này. Một điều đặc biệt là tạo cái niềm hứng thú cho mình cũng như là cả team, đó chính là xung quanh thì có rất là nhiều các bạn sinh vật biển. Và điều đặc biệt hơn nữa là mình được biểu diễn cho các bạn nhỏ xem. Đấy, nhìn các bạn nhỏ vui tươi và rất là hứng khởi khi mà nhìn thấy các nàng tiên cá cũng như là các chàng tiên cá. Thì đấy chính là những cái nguồn động lực để cho chúng mình mà phát triển team hơn và có động lực để hoàn thiện bản thân cũng như hoàn thiện team hơn để được biểu diễn nhiều hơn nữa. Chị đến đây cùng với cả con gái. Cái thế giới nó rất là đẹp và nó rất là sinh động. Tức là mình chỉ có sống ở trên cạn thôi chắc không đủ. Nếu mình bên trời hoặc mình xuống dưới nước thì chắc là thế giới của mình nó sẽ mở rộng ra hơn. Và chị rất là muốn đồng hành cùng với cả con cái để cho các con kiểu khám phá thế giới. Thì đây là một môn rất là thú vị và cũng mới ở Việt Nam nữa. Ở Trung Quốc hay là Hàn Quốc thì rất là phổ biến rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì các chàng tiên cá và nàng tiên cá đang rất là ít. Mình rất là mong môn này được phổ biến nhiều hơn.